Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức trong ngày của Đài Tuổi Trẻ Hải Ngoại Miwen TV 57.3. Hôm nay là thứ ba, ngày 17 tháng 7 năm 2012. Xuân Phương cùng toàn ban biên tập xin kính chào quý vị. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin tức thế giới trong ngày của Đài Tuổi Trẻ Hải Ngoại. Kính thưa quý vị, con số người tị nạn Syria tại 4 nước lân bang đang gia tăng nhanh, tin từ Geneva. Một phát ngôn viên của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết, con số người tị nạn ghi danh với Cao ủy tại 4 nước lân bang Syria là Iraq, Jordan, Lebanon và Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên gấp 3 kể từ tháng 4 năm nay. Con số người tị nạn Syria đã ghi danh với Cao ủy đã lên đến con số 112.000 người và 3/4 trong số này là phụ nữ và trẻ em. Tuy nhiên, số người tị nạn thật sự cao hơn nhiều vì chỉ khi nào họ cạn kiệt tài chính, không còn cách gì để tự sống thì mới ghi danh với Cao ủy. Ông Adrian Edwards cũng nói rằng những người tị nạn mới sang 4 nước lân bang đều ở trong tình trạng thê thảm, chỉ có bộ quần áo trên người, trong nhiều tháng qua không có công việc làm. Những nạn nhân mới này cần ngay sự cứu trợ nhân đạo. Ở Jordan, chính phủ nước này đã quyết định xây các trại tị nạn mới để có thể chứa được 113.000 người. Theo Cao ủy tị nạn, Lebanon đang cưu mang 28.000 người tị nạn Syria. Ngày hôm qua, Văn phòng Cứu trợ Nhân đạo Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là OCHA, ước tính số người cần sự cứu trợ nhân đạo bên trong lãnh thổ Syria là 1.5 triệu người. Ngoại trưởng Anh Quốc thăm một trại tị nạn tại Jordan, tên từ Hamta. Ngoại trưởng Anh Quốc ông William Hague đã đến thành phố Hamta, nằm gần biên giới Syria, gặp những người tị nạn tại trung tâm chuyển tiếp Bashasha. Trung tâm này được thành lập để nhận những người mới đến, sau đó họ được đưa tới nhiều vùng khác nhau để sống với người địa phương. Ngoại trưởng Hague nói rằng ông ta đã nghe quá nhiều chuyện tàn bạo khủng khiếp tại Syria. Chế độ đã thả bom, dùng vũ khí hạng nặng để tấn công thường dân. Những hành động man rợ này đã nghe qua báo chí, nhưng chúng còn khủng khiếp hơn khi nghe lời kể của những người tị nạn tại đây. Ngoại trưởng Hague cũng đã kêu gọi cộng đồng quốc tế có hành động mạnh hơn khi mà số người tị nạn vượt biên giới ngày càng tăng nhanh. Bạo động ở miền nam Syria đang trở nên tệ hại hơn. Hội đồng Bảo an phải có hành động, giờ phút này cần phải có một bản nghị quyết đặt dưới chương 7 của bản Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Nga và Trung Cộng có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an đã nhiều lần phủ quyết các bản nghị quyết trừng phạt chế độ Al-Assad. Ngày hôm qua, trước khi gặp ông đặc sứ Kofi Annan, Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov tuyên bố lập trường của Nga không thay đổi. Chính phủ Jordan cho biết đã có 130.000 người Syria chạy qua lãnh thổ của nước này trong 17 tháng qua, đa số là những người đến từ thành phố Dera và thành phố Homs. Đại diện của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, tức UNICEF ở tại Jordan là bà Dominique Isabel Hague nói rằng người tị nạn tới trung tâm Bashasha mang theo rất ít tài sản, chỉ có một chiếc bao trên lưng. UNICEF đang cố gắng cung cấp nước uống sạch, làm sân chơi an toàn cho trẻ em và nhiều sự trợ giúp khác. Huynh đệ Hồi giáo Syria tuyên bố cung cấp vũ khí cho quân đội tự do, tin từ Istanbul. Huynh đệ Hồi giáo Syria hứa hẹn sẽ cung cấp vũ khí và tài chính cho quân đội tự do Syria. Ông Khayyat al-Shadfa là người lãnh đạo huynh đệ Hồi giáo Syria, tuyên bố phong trào sẽ cung cấp cho quân đội tự do Syria mọi sự cần thiết, từ tài chính cho đến vũ khí. Đối lập Syria cho rằng chế độ Bashar al-Assad sẽ không bao giờ chịu ngưng đàn áp dân chúng trong nước, nên đã từng nhiều lần yêu cầu các nước Ả Rập cung cấp vũ khí để chống chế độ. Trong đầu tháng 3 năm nay, Hội đồng Quốc gia Syria đã thành lập một cơ quan phối hợp để giúp vũ khí cho quân đội tự do, nhưng không cho biết văn phòng nằm ở đâu và nhận sự trợ giúp của nước nào. Các cường quốc Tây Phương và trong vùng đều tuyên bố không có liên hệ gì trong việc cung cấp vũ khí cho quân đội tự do. Thổ Nhĩ Kỳ là nước đã để vùng biên giới cho quân đội tự do Syria hoạt động, cũng nói rằng họ không cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy hay để cho vũ khí chuyển qua biên giới. Quân đội tự do hiện đang rất mong muốn được cung cấp vũ khí để có thể chống lại quân đội Al-Assad, có xe tăng, trực thăng và trọng pháo. Được hỏi về tình hình giao chiến tại thủ đô Damascus, ông Riyad al-Shadfa nói rằng chế độ Bashar al-Assad đang ở trong những ngày sắp tàn. Chương trình hòa bình của ông Kofi Annan đã thất bại. Huynh đệ Hồi giáo không còn để ý đến chương trình này. Ông Bashar sẽ không bao giờ ra đi nếu không dùng vũ lực. Ông ta tin tưởng thời gian tồn tại của chế độ sẽ chỉ còn tính từng ngày.
các trận giao chiến tại thủ đô Damascus còn đang tiếp diễn. Đây là những trận giao chiến dữ dội nhất diễn ra ngay tại trung tâm quyền lực của ông Bashar al-Assad. Quan sát viên Liên Hiệp Quốc viếng thăm nhân đạo tại thủ đô Damascus, tin từ Damascus. Các quan sát viên của Liên Hiệp Quốc đang thăm viếng nhân đạo tại nhiều nơi trong thủ đô Damascus, trong lúc các trận giao chiến trong thủ đô kéo dài bước sang đến ngày thứ ba. Các nhà quan sát của Liên Hiệp Quốc đi thăm các bệnh viện và trường học trước khi Hội đồng Bảo an nhóm họp vào ngày mai. Cuộc họp sẽ quyết định tương lai của phái bộ quan sát. Trận chiến dữ dội đã diễn ra ở thủ đô Damascus trong 3 ngày qua, trong lúc ông đặc sứ Kofi Annan đang viếng thăm mặt tư khoa để vận động cho chương trình hòa bình. Ông Annan sẽ gặp Tổng thống Vladimir Putin trong ngày hôm nay. Nga là nước có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an, cung cấp vũ khí cho Syria và đã dùng quyền phủ quyết ngăn chặn nhiều bản nghị quyết trừng phạt chế độ al-Assad. Biểu tình trước tòa bảo hiến Ai Cập, tin từ Cairo, hai nhóm chống nhau đã tập trung biểu tình bên ngoài tòa bảo hiến của Ai Cập. Phán quyết của tòa án sẽ ảnh hưởng đến việc tranh chấp quyền lực giữa quân đội và Tổng thống Mohamed Morsi. Những người ủng hộ Tổng thống nói rằng quân đội đã sử dụng ngành tư pháp để duy trì quyền lực. Tòa bảo hiến đã phán quyết rằng luật lệ tổ chức cuộc bầu cử quốc hội là vi hiến. Hội đồng quân lực lập tức ra lệnh giải tán quốc hội. Sau khi nhậm chức, Tổng thống Morsi đã ra lệnh tái hợp quốc hội và tòa án sẽ phán quyết về quyết định này của Tổng thống Morsi. Một người biểu tình nói, quốc hội được bầu là quốc hội lập hiến, là đại diện của toàn dân, sẽ soạn thảo hiến pháp, cho nên không thể có cơ quan nào có thể giải tán quốc hội. Một tòa nhà 42 tầng ở Istanbul bị hỏa hoạn, tin từ Istanbul. Một tòa nhà 42 tầng ở thành phố Istanbul đã bị hỏa hoạn, đưa khói đèn bốc lên bầu trời trong lúc các nhân viên cứu hỏa cố gắng dập tắt đám cháy. Chưa biết trận hỏa hoạn có gây ra tử vong hay không. Hình ảnh truyền hình trực tiếp trên các đài truyền hình của Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy mảnh vụn đang đổ xuống từ các tầng lầu cao. Tòa nhà bị hỏa hoạn là tòa nhà vừa dùng làm chung cư, vừa cho thuê mở văn phòng. Một nhân chứng cho biết lửa bốc lên cả tòa nhà trong vài giây, không ai còn thấy gì khác ngoài lửa và khói. Ngọn lửa đã lan rất nhanh vì gió mạnh. Người dân tại các tòa nhà và các trạm xăng ở gần đó đã được di tản. Ngọn lửa xuất phát từ tầng trệt và thiêu hủy một phía của tòa nhà. Đài TRT Haber trích dẫn lời tuyên bố của thị trưởng Hussein Afni nói rằng ngọn lửa xuất phát từ một chiếc máy điều hòa không khí ở tầng trệt. Phát hiện ra kim mai trong thực phẩm cung cấp cho hành khách của hãng hàng không Delta, tin từ Amsterdam. Cảnh sát Hà Lan đang điều tra việc kim mai hiện diện trong thực phẩm của 4 chuyến bay của hãng máy bay Delta Airlines rời phi trường Amsterdam trong ngày Chủ nhật, làm cho một hành khách bị thương. Hãng Delta cho biết kim mai nằm trong bánh mì thịt do công ty thực phẩm Gate Gourmet cung cấp. Phát ngôn viên của Cảnh sát Quân sự Hoàng gia Hà Lan, ông Robert Van Kappel, nói rằng việc đặt kim mai trong bánh mì thịt dành cho hành khách là một tội phạm nghiêm trọng và cảnh sát đang điều tra. Dĩ nhiên, cuộc điều tra có sự trao đổi thông tin với Hoa Kỳ và hãng hàng không để tìm cho ra ai là kẻ đã đặt kim vô bánh mì thịt. Công ty Gate Gourmet có trụ sở trung ương tại Thụy Sĩ tuyên bố hoàn toàn cộng tác trong cuộc điều tra. Một người trên chuyến bay về Minneapolis đã bị thương. Trong bánh mì của một hành khách về Atlanta cũng đã tìm thấy kim mai. Một cảnh sát hàng không trên một chuyến bay về Atlanta khác cũng tìm thấy kim mai trong thực phẩm. Kim mai cũng đã được tìm thấy trong bánh mì thịt trên một chuyến bay về Seattle, nhưng chưa trao cho hành khách. Gate Gourmet là một chi nhánh của tập đoàn Holding AG, là một trong những công ty cung cấp thực phẩm và dịch vụ cho hành khách hàng không lớn nhất thế giới. Mỹ Tây cơ lo ngại về dịch cúm gia cầm, tin từ Tepalit Lande Mohalos. Chính phủ Mỹ Tây cơ ngày hôm qua cho biết họ có đủ thuốc chủng ngừa để chống lại dịch cúm gia cầm ở vùng Tây Mỹ Tây cơ và đã tiêu hủy hơn 870.000 gà vịt kể từ khi phát giác ra dịch này vào tháng trước. Chủng virus H7N3 được tìm thấy ở hai quận
tại tiểu bang Jalisco là nơi có ngành chăn nuôi gia súc lớn nhất của quốc gia này và chính quyền đang tìm mọi cách để ngăn chặn dịch cúm lan tràn. Ông Enrique Sanchez, giám đốc của chương trình nông nghiệp và thực phẩm của Mỹ Tiger cho biết, dịch cúm lan tràn là do chim hoang tạo ra. Những bầy chim từ nơi khác bay tới và làm cho virus này lây lan, nay tình trạng đã được kiểm soát. Tuy nhiên, những chuyên gia lại cảnh báo rằng nếu không tiến hành thêm những biện pháp khắt khe hơn thì dịch cúm gia cầm sẽ bùng nổ và đưa đến những thiệt hại lớn lao hơn cho nông dân. Ông Sanchez nói, thuốc chủng ngừa sản xuất tại địa phương là đủ để chống lại nạn dịch này và sẽ sẵn sàng từ nay cho đến cuối năm. Trước đây, Mỹ Tây Cơ phải nhập cảng các loại thuốc chủng ngừa, nhưng nay họ đã có thể tự chế đến 80 triệu liều thuốc này cho người dân của họ sử dụng. Tiểu bang Jalisco ở miền Tây cung cấp khoảng 11% số lượng thịt gà vịt và 50% số lượng trứng cho cả nước tiêu thụ. Tổng số lượng gà vịt ở Mỹ Tây Cơ là khoảng 3 triệu tấn mỗi năm, được dùng đa số cho người dân địa phương và còn nhập cảng thêm thịt gà từ Hoa Kỳ với số lượng lên đến 630.000 tấn mỗi năm. Các viên chức y tế Hoa Kỳ cũng đang theo dõi sát tình hình dịch cúm gia cầm tại Mỹ Tây Cơ để tránh việc lây lan sang quốc gia láng giềng ở phương Bắc. Phi thuyền Soyuz đã lên tới trạm không gian quốc tế. Tin từ ISS, phi thuyền Soyuz TMA-05M đã đáp lên trạm không gian quốc tế ISS vào lúc 12:51 theo giờ quốc tế, trong lúc trạm đang ở trên bầu trời vùng đông bắc Kazakhstan. Ba phi hành gia người Nga, Nhật và Hoa Kỳ trên phi thuyền Soyuz sẽ làm việc trên trạm trong thời gian 4 tháng. Các phi hành gia Nhật Bản Akihiko Hoshide, phi hành gia người Nga Yuri Malenchenko và phi hành gia của NASA bà Sunita Williams sẽ làm việc với ba phi hành gia đang ở trên trạm là phi hành gia Hoa Kỳ Joseph Akaba và hai phi hành gia người Nga Gennady Padanka và Sergei Ravin. Kể từ khi các phi thuyền con thoi phải ngưng hoạt động trong năm ngoái, Hoa Kỳ phụ thuộc vào phi thuyền Soyuz để đưa phi hành gia lên trạm ISS với chi phí trả cho mỗi phi hành gia là 60 triệu Mỹ Kim. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới trong ngày của Đài Tuổi Trẻ Hải Ngoại. Xin quý vị đừng rời màn hình, Xuân Phương sẽ trở lại với phần tin Á Châu sau một vài thông tin thương mại.